là trường mầm non, cháu ở đây từ năm 2 tuổi. Không biết thầy cô có nhầm không, mà ở 4 năm mà không ai đuổi. Hành, Trang mỗi ngày đến trường là hai hộp sữa và ba cái quần. Nhà của cháu ở ngay sát bên nên tính ra cháu ở đây cả tuần. 2, 3, 4, 5, 6, hết ăn chơi học rồi ngủ. Đến thứ bảy nhận phiếu bé ngoan, về cho ba dán kính cửa tủ. Chủ nhật rủ mấy thằng bạn đi vô trường chơi cầu trượt cùng. Tặng bi, tặng lọc, rồng rắn, chỉ vậy thôi là hết một tuần. Ở trường đánh nhau bị mắng, về nhà là chỉ biết khóc. Trường là trường mầm non, nhưng mà kim luôn cả hip hop. Có bằng lăng nè, lộn nè, cắt kéo rồi kê đầu. Có bạn khóc như đọc rap, rồi chơi trốn tìm như chú đen vầu. Đi lang thang trong sân, như mới hôm qua, đã mới hôm qua. Gần 20 năm trôi sao, mà vẫn như xưa, nó vẫn như xưa. Hip hop bây giờ đã thay mới, nhưng mà sao không thấy ai ngồi. Vì giờ buồn mấy đứa chịu học, thì không ai bắt, cũng phải iPhone. Vẫn ngày xưa đi bộ đi học, giờ ngồi bên chiếc vô lăng. Cô vũ má dỗ không ăn, về mắt mẹ là không bị cô đánh. Cháu nói là cháu thích vẽ, ba tưởng cháu muốn mua viết chi. Vậy tại cháu hay tại ba, khi mà cháu vẫn chưa biết gì. Nhưng mà xin đừng ép cháu lớn quá nhanh, cháu và cô là mầm non. Đừng có vội tỉa canh, cháu và cô là mầm non. Thứ cháu cần là người quan tâm, chứ cháu không cần đưa cần đón. Cháu cần cô như bác nông dân, vì trường của cháu là trường mầm non.